trúng 30 triệu đồng các vé từng cùng mang số 63100. Và đặc biệt 1 tỷ 500 triệu đồng các vé mang số 117668. Thưa quý vị, buổi trực tiếp mở thưởng sổ số kiến thiết công trình phúc lợi tỉnh Bến Tre đến đây là hết. Hôm nay đủ rồi nha, tao phải chở hàng về nữa. Sao kỳ vậy, mới uống đây đã về rồi. Tính tiền em ơi. Dạ. Uống tiếp đi. Xin lỗi hai anh, hôm nay là sinh nhật của quán em, nên quán em tặng thêm mỗi người một ly nữa. Thôi em ơi, tụi anh mệt mà tụi anh đi về. Thôi thôi. Mày có bị gì không vậy? Người ta có lòng mà. Uống một ly nữa đi. Nhanh cầm. Vô, nhanh. Vô. Hôm qua, tại ngã tư Vọng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến lái xe tử vong. Các cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân xảy ra tai nạn là do tài xế uống rượu bia, điều khiển xe quá tốc độ. Và sau đây là chương trình quảng cáo của chúng tôi. Alo? Tối nay đúng hẹn nha mày, quán cũ nha. Ok ok. Thank you.
lý do là người khác mượn xe thì để xử lý các trường hợp này, trung tá Phạm Công Danh. Alo. Hồi nay mình gặp nhau ở quán bia 38 nhé. Khoảng 8 giờ. Ok. Nếu xác định đúng người lái vi phạm thì người đó không được phạt.